Chào mừng các bạn đến với chương trình BG buổi sáng cùng DCI, một cách thông minh để bắt đầu ngày mới. Hy vọng các bạn thân thích. Chào mừng đến với chương trình BG buổi sáng. Hôm nay là thứ Năm ngày 16 tháng 7. Và chúng tôi có những vị khách. Vị khách đầu tiên là Katie Fett. Xin chào. Cô có bằng về thiết kế và nghệ thuật và cô đang làm rất nhiều thiết kế cho Học viện Năng đạn Kim cương và SCIM. Cô ấy cũng là người quản lý cho tạp chí Năng đoạn Kim cương mà đang phát hành rất nhiều các cuốn sách của Gacy Michael. Và cô ấy là người tốt nghiệp trường SCIM và hiện tại cô ấy là mẹ và cũng có một cửa hàng bán lẻ ở Durango, Colorado, nơi mà mọi người đều cần phải đến. Này, Rimrock mới là nơi tất cả mọi người cần phải đến. Dạ, Rimrock, tôi nghĩ nơi đó cũng thú vị để đến. Tên tôi là Bridget Meyer, tôi đến từ Munich, Đức. Tôi bắt đầu với design khi Gesila có khóa học design đầu tiên ở Hamburg, Đức. Kể từ đó, tôi đã và đang học tập. Tôi là nhà đồng sản xuất lâu năm cho design ở Đức. Tôi đang làm việc như một người quản lý dự án công nghệ thông tin hàng đầu trong các dự án quốc tế có tính bảo mật cao. Gesila rất thích sử dụng các câu chuyện lừa đảo tín dụng và tôi là đồng giám đốc của Núi Kim Cương và Gacy Michael Road. Xin chào mừng. Vì vậy, câu hỏi ngày hôm nay, vì tôi là người Đức, tôi chọn một câu hỏi đến từ Đức, từ Tobias Roof. Xin chào Gesila, Oris và Scott, những hạt giống nào tôi nên gieo trồng để nhìn thấy các thiên hà và các ngôi sao cách xa nhiều năm ánh sáng, hàng tỷ năm ánh sáng? Và tôi phóng chiếu ra được điều gì trong cả ngày khi tôi nhìn thấy mặt trời và mặt trăng, có thể là sao kim và sao mộc? Và làm thế nào mà tôi có thể nhìn thấy các ngôi sao ở gần và xa hơn, tùy thuộc vào hệ số phóng đại mà tôi bật trên kính viễn vọng? Cảm ơn các bạn. Đó là một truyền thống tốt đẹp của Đức, rất mang triết lý. Vâng, tôi nghe thấy ba câu hỏi ở đây. Đầu tiên là làm sao tôi có thể nhìn thấy các ngôi sao và thiên hà, những thứ thậm chí còn không tồn tại nữa, hay như là cách xa nhiều năm. Thứ hai, làm thế nào mà tôi thậm chí có thể nhìn thấy mặt trời và mặt trăng và các hành tinh. Và thứ ba, điều mà tôi thấy rất thú vị và sâu sắc, làm thế nào, hạt giống nghiệp nào để tôi có thể nhìn qua kính viễn vọng và sau đó thấy các ngôi sao được phóng đại lên. Bạn có bất kỳ phát hiện nào không, Katie? Chà, tôi đã thực sự được truyền cảm hứng bởi vì tôi vừa mới hoàn thành một cuốn sách khoa học viễn tưởng rất hay về cách mà các ngôi sao và thiên hà ở rất xa và cách duy nhất mà chúng có thể di chuyển nhiều năm ánh sáng. Thực sự rất nhanh, đó là kiểu như sử dụng dạng tâm trí. Bởi vì bạn biết đấy, tôi có thể nhắm mắt lại ngay bây giờ, tâm trí của tôi có thể đi đến chiếc tủ lạnh. Tôi nghĩ về những thứ ở trong đó là gì? Nó không thực sự được chứa đựng trong không gian này ngay bây giờ. Vì vậy tôi sẽ nói, nếu bạn thực sự giỏi về thiền, đây sẽ là một cách để làm điều đó. Bạn biết đấy, Princeton, Stanford, thậm chí cả chính phủ Anh và Hoa Kỳ đã chi rất nhiều tiền để cố gắng khiến mọi người thực hiện chính xác điều này, nơi mà họ sử dụng các kỹ năng thiền định của mình để nhìn thấy những thứ ở rất xa. Và thực sự có một nghiên cứu mới được bắt đầu bởi một nhà khoa học NASA đang làm điều tương tự như vậy. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng điều này như mục đích đến để có được sự thiền định thực sự tốt. Và ý tôi là thiền, tôi sẽ nói rằng nhìn thấy những thứ ở xa hoặc những thứ mà tôi muốn thấy trong quá khứ hoặc tương lai. Có lẽ đó chỉ là một lợi ích của việc thiền định tốt, nhưng nó không phải là mục tiêu cuối cùng của thiền. Nếu bạn đạt được mục đích cuối cùng của thiền là nhìn thấy được sự thật một cách trực tiếp, thì bạn sẽ thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ý tưởng của bạn là gì? Tôi thấy việc thu phóng rất thú vị khi bạn thấy được những thứ xa hơn và gần hơn. Và tôi nhớ rằng Gesila, khi thầy giải thích rằng khi chúng ta tiến gần đến cánh cửa chẳng hạn, làm thế nào mà cánh cửa ngày càng lớn hơn và lớn hơn, và rồi mỗi giây bạn phóng chiếu một bức ảnh có kích thước khác nhau. Và tôi nghĩ rằng việc chuyển nó sang cho những điều tốt và xấu trong cuộc sống của tôi, đó là đôi khi chúng ở rất xa và chúng đang lẻn vào cuộc sống của tôi và chúng càng ngày càng lớn hơn. Tôi nghĩ điều đó rất tương đồng và tôi đã tự hỏi mình, nó là gì?
khía cạnh đặc biệt nào của hạt giống đang chín để làm cho điều đó xảy ra và lẻn vào trong đó. Giống như nếu bạn làm cho hệ số thu phóng ngày càng lớn hơn, và sau đó chúng ta sẽ có những cơ hội khác nhau trong cuộc đời mình, nơi những điều tốt hay xấu đột nhiên xuất hiện trước mặt của chúng ta. Nó giống như không hề có cảnh báo. Giống như khi bạn gặp người đàn ông trong mơ của mình, hoặc bất cứ điều gì đột nhiên quay lại. Vì vậy, tôi tự hỏi sự khác biệt trong việc hạt giống chín mà đôi khi nó xảy ra một cách lén lút và nó ngày càng lớn hơn và lớn hơn, kiểu như là khi bạn đeo kính viễn vọng, hay đó là một vụ nổ của những hạt giống. Bạn biết đấy, gần đây chúng tôi có câu hỏi này trong nhóm business, câu hỏi chính xác như vậy, và nó rất thú vị đối với tôi và thật sự khó để dịch thuật. Nhưng Wordsmith, giáo sư Wordsmith đang dịch một đoạn văn của cuốn Duy Tâm, và trường phái Duy Tâm thì họ rất thích câu hỏi này. Vì vậy họ nói, ví dụ nếu bạn thấy màu xanh, một cái gì đó màu xanh, ví dụ như một ly nước ép dưa hấu được chứ. Nếu bạn thấy màu hồng, bạn thực sự đang quan sát một phần tâm trí của chính bạn. Và vì vậy, chúng ta gần như có thể quen với điều đó. Họ nói rằng hạt giống không nở ra và gửi hình ảnh ra ngoài. Hình ảnh vẫn còn trong tâm trí, bạn biết đấy. Và rồi, ai đó phản đối lại điều đấy. Và họ nói, à, tại sao nó dường như, tại sao có khoảng cách, nó được gọi là gan che inoa. Điều đó có nghĩa là tại sao tôi có ấn tượng về khoảng cách. Nếu nó thực sự ở đây, tại sao tôi cảm thấy như nó cách xa 1 mét? Bạn biết đấy, điều đó đến từ đâu? Và sau đó họ nói, đó cũng chỉ là hạt nở. Vì vậy, bạn có 2 hạt nở. Một hạt đang nở, cho ra màu hồng, và một hạt nở cho ra ảo ảnh về khoảng cách. Bạn biết đấy, tôi nghĩ điều đó rất thú vị. Vậy là những hạt giống có thể mở ra cùng lúc, hay hạt cho khoảng cách và màu sắc có thể mở ra cùng lúc? Vâng, hoặc có thể chúng là 1/65 của một phần mà chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt. Wow, điều này thật thú vị. Vì vậy, giống như Tobias mô tả nó, anh ta nhìn qua kính viễn vọng, anh ấy phóng to và thấy giống như những ngôi sao mà anh ta muốn thấy đột nhiên lớn hơn nhiều. Và rồi tôi sẽ cho rằng anh ta có hạt giống để xem những ngôi sao là thứ gì đó đẹp và truyền cảm hứng cho anh ta. Trong khoảnh khắc đầu tiên, khi anh ta nhìn thấy chúng trên bầu trời, những hạt giống nhỏ hơn, và khi anh ta có cơ hội để thực sự nhìn chúng qua kính viễn vọng, chỉ là hạt giống có nhiều năng lượng hơn, sau đó giảm thiểu khoảng cách, hoặc là ấn tượng về khoảng cách, phải không? Vâng, tôi nghĩ rằng họ gọi đây là công việc thám tử, bạn biết đấy, như là nếu bạn làm công việc thám tử về khoảng cách, trên ảo ảnh về khoảng cách, hoặc là về ấn tượng của khoảng cách. Nếu bạn định làm công việc thám tử, một trong những bước đầu tiên bạn luôn phải làm đó là khi bạn cố gắng tìm nghiệp gây ra nó. Nguyên nhân gì gây ra cảm giác khoảng cách này? Và điều gì gây ra sự thay đổi điểm hội tụ? Bạn biết đấy, từ xa đến gần, chúng là câu hỏi đầu tiên họ sẽ luôn hỏi trong thời cổ đại là bạn có tận hưởng nó không? Bạn có thích nó không? Và một số người nói, không, tôi cảm thấy sợ hãi khi các hành tinh ở rất xa. Và một số người nói, không, tôi thích nó. Bạn biết đấy. Vì vậy, sau đó, họ đưa ra kết luận đầu tiên rằng đó là bạn đã làm một việc tốt hoặc bạn đã làm một việc xấu. Nếu bạn thích các ngôi sao thì bạn, nếu bạn thích sự thay đổi khoảng cách tới các ngôi sao nhờ kính viễn vọng của bạn, đó là vì bạn đã làm điều gì đó tốt, và nếu nó làm bạn sợ hoặc làm bạn không thoải mái thì bạn đã làm điều gì đó tồi tệ. Nếu bạn không quan tâm nhiều về nó, đó là một nghiệp trung tính. Đó là câu hỏi đầu tiên họ hỏi, bạn biết đấy. Sau đó họ sẽ hỏi về mức độ nghiêm trọng của nó đối với bạn. Bạn biết đấy, đó có phải là một nghiệp mạnh hay đó là một nghiệp yếu, bạn có thiền cà phê không chẳng hạn? Vâng. Và
Tôi nghĩ rằng điều đó áp dụng cho các sự kiện như gặp gỡ một người trở nên quan trọng trong cuộc sống của bạn và sau đó giảm dần trong cuộc sống của bạn. Nó giống nhau phải không? Đó là ảo ảnh của khoảng cách. Vâng. Tôi nghĩ một cách mà tôi đã trải nghiệm tự nhiên, nếu tôi muốn làm như là để làm nó trở nên mãnh liệt hơn hoặc đẹp hơn, thì một cách thật sự dễ dàng là chỉ cần tập một chút yoga. Tôi đã nhận thấy rằng những năng lượng nhất định đang chảy và dường như nó nhận được một số hạt giống nhất định cho những thứ tốt đẹp trong môi trường của tôi để mở ra nhanh hơn một chút hoặc mãnh liệt hơn. Vì vậy, các ngôi sao thực sự sẽ trông đẹp hơn hoặc gần hơn. Tôi đã nhận biết được điều đó. Tại sao vậy? Điều gì xảy ra trong yoga? Bởi vì tôi có một trải nghiệm tương tự. Nhưng bạn nghĩ gì về việc nó xảy ra? Tôi có ý tưởng rằng hạt giống kiểu như là chất nitroglycerin. Vì vậy, nếu bạn mang hoặc là mỗi tuần bạn bắt đầu nghĩ về những điều tốt đẹp, điều mà làm cho hạt giống tốt phát triển, hoặc nếu bạn bắt đầu rơi vào trạng thái tâm trí hơi tiêu cực một chút, thì tôi cảm thấy như nó sẽ gây cho các hạt giống nổ tung. Tôi không biết điều đó có đúng hay không, và nó cũng mang lại năng lượng cho chúng như một con gà mẹ nhỏ trên quả trứng. À, vân vân, hay đấy, khá là thú vị. Điều đó khá là thú vị. Tôi đã nhận thấy rằng nếu bạn có một cuộc họp kinh doanh hoặc bạn sẽ thuyết trình cho chương trình cà phê Big G buổi sáng, sẽ hữu ích nếu bạn tập yoga trước đó. Vâng, vâng. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống hơn, phải không? Và phần nào đó nó giữ cho suy nghĩ của tôi về cây bút nhiều hơn. Vâng, và tôi, bạn biết đấy, chúng ta đã nói ảo ảnh về khoảng cách, nhưng khoảng cách không còn là ảo ảnh so với các ngôi sao. Những ngôi sao cũng là một ảo ảnh, phải không? Tôi nghĩ rằng các ngôi sao là một ví dụ tốt về những gì Tobias nói về việc có thể mất nhiều năm trước khi chúng ta thấy hình ảnh đến với chúng ta, và có lẽ ngôi sao đó đã chết. Nhưng nếu bạn nghĩ về nó, nếu hình ảnh xuất hiện trong mắt tôi như tôi đang nhìn vào Katie và Brigitte ngay bây giờ, sau đó nếu nó cần có thời gian để hình ảnh đi vào mắt của tôi và sau đó hình ảnh sẽ đến não của tôi, thì mỗi khi tôi nhìn vào một cái gì đó, nó đã biến mất. Vì vậy, thật sự tôi không bao giờ sống trong thời điểm hiện tại. Và sau đó, có một câu hỏi thú vị, nếu bạn muốn biết về Ngài Nagarjuna từ đó, chúng ta hãy đi sâu hơn với Tobias, được chứ? Vì vậy, cách duy nhất mà một thứ có thể ảnh hưởng đến một thứ khác là nếu cả hai tồn tại, phải không? Vì vậy, nếu cây bút tác động đến cái điện thoại di động, thì cả hai phải tồn tại. Bạn biết đấy, nếu cây bút không thực sự tồn tại thì nó không thể tác động đến điện thoại di động, bạn biết đấy. Vì vậy, để Tobias nhìn thấy một ngôi sao thì ngôi sao đó phải tác động đến ý thức, giác quan. Nhưng ngôi sao đó đã biến mất rồi. Vì vậy, các bạn hiểu ý tôi chứ? Làm thế nào bạn có thể nhìn thấy một ngôi sao? Vâng, đó là lý do tại sao các trường phái Phật Pháp này muốn nói rằng bạn đang nhìn thấy ngôi sao từ bên trong, bạn biết đấy. Bởi vì không, ngôi sao bên ngoài đã biến mất, nên nó không thể chạm vào mắt bạn, nó không thể chạm vào các tế bào của mắt. Tế bào quang điện, vâng. Phần nào nó giống như là người gieo hạt cũng không còn nữa vào thời điểm hạt giống đang ảnh hưởng đến bạn. Có vẻ như vậy không? Điều đó chắc chắn, và rồi nó không có vẻ như rất công bằng, bạn biết đấy. Nhưng bạn sẽ nhận kết quả của những hạt giống xấu, một đứa trẻ, một ai đó đã gieo trồng hôm qua, vâng. Và nó không phải là bạn. Chúng ta hầu như sắp hết thời gian. Ồ, thật đáng tiếc. Và tôi sẽ nói, ý tôi là, tôi muốn nói hãy nghĩ rằng có một hạt giống nghiệp đang nở trong tâm trí của Tobias. Nó nở ra, và nó tạo ra một ngôi sao, và sau đó một hạt giống nở ra. Bên cạnh nó, tạo ra cảm giác về khoảng cách.
Vâng, chúng ta có một vài chủ đề liên quan tới làm thế nào chúng ta có thể, tại sao chúng ta có thể thấy những vì sao, những ngôi sao đã biến mất, làm sao chúng ta có thể nhìn qua kính viễn vọng và thấy chúng to lớn hơn. Và câu trả lời đầu tiên là của Katie. Cô nói là bạn thiền định càng nhiều bao nhiêu, bạn sẽ càng tạo ra khả năng nhìn thấy tương lai bấy nhiêu. Và bằng cách đó, cũng có thể nhìn thấy những thứ mà đã biến mất. Sau đó, chúng ta nói rất nhiều về việc làm thế nào để chúng ta có những hạt giống khiến chúng ta nhìn thấy từ những khoảng cách khác nhau. Và thầy Gesila đã nói những hạt giống, có một hạt giống sản xuất ra ngôi sao, hoặc một vật, hay nước ép dưa hấu. Và có một hạt giống khác mà gây ảnh hưởng đến việc chúng ta trải nghiệm nó xa hoặc gần như thế nào. Và sau đó chúng ta có điều thứ ba, rằng làm sao nó có thể là một ngôi sao khi nó không còn tồn tại. Chúng ta nhìn thấy tại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà quay lại với quan điểm chung về việc chúng ta nhìn mọi thứ được tạo ra bởi những hạt giống, nó đã biến mất rồi khi nó tới mắt chúng ta, vậy nên những vì sao cũng không khác biệt. Và vì Topias nhìn thấy rất nhiều những ngôi sao tuyệt đẹp và chụp lấy chúng thông qua kính viễn vọng, anh ấy chắc hẳn đã phải gieo rất nhiều hạt giống tốt để có được trải nghiệm tuyệt đẹp này dành cho anh ấy. Tôi chỉ có thêm một bình luận về lời giải thích của Katie đối với việc thiền định. Nếu bạn thiền tốt, bạn thấy chúng ta đã cảm giác của bạn là gì, cảm xúc của bạn là gì khi bạn nói nếu bạn thiền định, có thể bạn sẽ phát huy được khả năng nhìn thấy những vì sao xa hơn hoặc sâu hơn. Nhưng nếu bạn tiếp tục thiền định, bạn sẽ phá vỡ một giới hạn gọi là vô cùng. Bạn sẽ phá vỡ giới hạn gọi là vô cùng, và sau đó bạn có thể thấy vô số những vì sao không đếm được, không có con số nào cho chúng, không có kết thúc nào cho chúng, nhưng bạn có thể thấy tất cả chúng cùng một thời điểm, trong vài phút, bạn có thể nhìn thấy tất cả chúng từng cái một mặc dù chúng là vô cùng. Vâng, nó có vẻ không hợp lý lắm, nhưng nếu bạn tiếp tục thiền định, Tobias, bạn có thể có được điều này. Bạn có thể sử dụng kính viễn vọng này để nhìn thấy những ngôi sao vô tận tại cùng một thời điểm. Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều. Vì vậy, câu hỏi cho ngày mai là gì vậy? À, không nhớ rồi. Ồ, tôi sẽ trình chiếu nó. Vâng. Ý tôi là tôi có thể dịch câu hỏi này. Tôi nhớ câu hỏi. Có người đã dịch nó cho tôi. Cô ấy hỏi rằng cô ấy đã tham gia một câu lạc bộ đọc sách DCI và có một người hướng dẫn câu lạc bộ đọc sách này. Và ấn tượng của cô ấy về người hướng dẫn này là người phụ nữ này hay bàn tán về người khác. Cô ấy bàn tán rất nhiều về người khác. Và bạn biết đấy, đôi khi đó là các cuộc bàn tán không mấy hay ho mấy, và cô ấy đã đến gặp người giảng viên đó. Và cô ấy nói, cô biết đấy, tôi tò mò là tại sao cô đang học DCI và cô còn đang dạy DCI. Nhưng cô lại đi bàn tán chuyện của người khác. Bạn biết mà, nó có vẻ là một hạt giống xấu. Bạn biết đấy, và câu trả lời của người phụ nữ đó, câu trả lời của người tổ chức câu lạc bộ là nó là hạt giống xấu của cô, chứ không phải lỗi của tôi. Và rồi cô ấy nói,
Ồ, câu hỏi của cô ấy là người đó có nên thừa nhận rằng họ có thể cải thiện vấn đề phải không? Hay cũng ổn thôi, nếu họ cứ chỉ trích tôi vì những hạt xấu của tôi, đó là câu hỏi của cô ấy. Ồ, câu hỏi rất hay, một câu hỏi hay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi. Hãy gửi câu hỏi của các bạn vào email seedquestion@diamondcutterinstitute.com. Và chúng ta cũng sắp đến ngày thứ sáu. Hãy gửi danh sách nhạc của các bạn nếu các bạn có gì đó vui vui cho chúng tôi. Nếu không thì cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Và cảm ơn thầy Kisela vì những cái nhìn soi sáng đẹp sâu sắc của thầy. Cảm ơn các bạn vì đã tham gia. Vui lòng đến nữa nhé. Rất tuyệt vời khi có nhiều người từ nhiều đất nước khác nhau tham dự. Và nhân tiện, nếu các bạn không gửi cho tôi danh sách nhạc hay nào, tôi sẽ tự tạo ra cái riêng của mình. Và các bạn sẽ phải nghe nhạc rock and roll của những ông già nữa đấy. Vì vậy, các bạn tốt hơn hết là nên gửi cho tôi vài danh sách nhé. Danh sách nhạc Spotify. Được chứ? Cảm ơn mọi người. Tốt, đi ngủ nhé. Ở Đức hãy đi ngủ đi nhé. Vâng. Tôi cũng không phiền. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình BG buổi sáng. Hẹn gặp lại các bạn.